Vâng, hello, xin chào anh em. Video này thì mình muốn nói về cái độ tương phản của cái con GM Go N1 Ultra 4K ấy. Con này thì theo thông số của nhà sản xuất là tương phản là 1600:1. Tuy nhiên là mình không hiểu là người ta ghi nhầm số 0 hay là người ta ghi như nào. Mà khi mà mình so cái độ tương phản là của con N1 Ultra này với một cái con của Epson là con TZ2008 ấy, hai con đều là 4K, thì rõ ràng là mình thấy cái độ tương phản của con N1 Ultra nó tốt hơn hẳn so với lại con Epson TZ2008. Con TZ2008 này độ độ tương phản của nhà sản xuất công bố là 35.000:1. Thì thực tế ra thì cái thông số của Epson thì trước đến giờ thì luôn luôn là chuẩn và uy tín. Cũng như là theo cái mắt nhìn cũng như cái kinh nghiệm của mình thì cái con Epson là chuẩn rồi, nhưng mà con N1 Ultra cái tương phản của nó không thể nào mà thấp đến mức 1600:1 được, mà nó sẽ phải cao hơn. Mà không hiểu là đo không hiểu là cái đo kiểu gì mà nó lại ra 1600:1, mình cũng hơi thắc mắc. Cũng như là rất nhiều anh em khi mà đọc cái thông số của máy để tham khảo ấy thì cũng thắc mắc là tại sao con này tương phản thấp thế, có 1600:1, nó còn thấp hơn cả các cái con máy tàu, con máy của Trung Quốc ấy. Mình cũng không hiểu luôn, không hiểu sao nó lại ghi như vậy, trong khi thực tế đấy anh em có thể thấy là cái màu đen của con N1 Ultra nó rất sâu và tương phản của nó rất tốt. Cái sự chênh lệch giữa cái vùng sáng và vùng tối của nó rất là cao, tức là cái tương phản của nó rất tốt, màu đen nó rất sâu và cái màu sắc cũng như là cái tương phản của nó giống như là các cái màn hình OLED ấy, hay các cái TV OLED ấy, là cái màu đen nó sâu và cái hình ảnh nó cũng rất là nổi khối. Và với cái độ tương phản này thì không thể nào là 1600:1 được, mà nếu mà theo kinh nghiệm mà so sánh với những cái con máy mà mình đã từng dùng rồi thì cái con này tương phản của nó phải chắc chắn phải trên 50.000, thậm chí cả lên đến hàng trăm nghìn chia một luôn đấy. Đấy, ví dụ như cái chai nước này, đấy, nó tách hẳn so với cái nền cũng như là cái phần màu đen và phần vùng sáng vùng tối nó chênh nhau rất lớn và nó khác biệt rất là nhiều. Khác biệt rất nhiều giữa một con 35.000 và một con 1600 này. Rõ ràng là cái thông số tương phản này nó có vấn đề gì đấy. Và nếu như mà là 1600:1 thì xem chắc chắn nó sẽ không đẹp được như thế này. Và rõ ràng là đây là mình đang so với một con 35.000:1 luôn mà nó vẫn tương phản đẹp hơn và tốt hơn. Thì thực tế thì con N1 Ultra này thì cái độ tương phản cũng như màu sắc ấy thì nó tương đồng đến 90% với lại những cái màn hình OLED hay là TV OLED ấy. Mọi người xem TV OLED như nào, màn hình OLED như nào thì cái con N1 Ultra này nó cũng kiểu như vậy. Nó cũng có cái tương phản rất là sâu, chiều sâu rất tốt, màu sắc cũng rực rỡ giống như các cái màn hình OLED ấy. Và đặc biệt là khi chúng ta xem những cái bộ phim hành động, những cái bộ phim điện ảnh ấy, nó có nhiều cái phần vùng tối, nhiều màu đen cần phải máy về xử lý tốt, thì con N1 Ultra này nó xử lý rất là tốt về cái độ tương phản cho cái chi tiết tốt ở như những cái thước phim mà nó cần có cái độ tương phản cao như vậy. Và anh em cũng yên tâm về tương phản của con N1 Ultra này nhé. Con này mình chắc chắn luôn là tương phản của nó rất tốt và không thể nào mà là có chuyện là nó là 1600:1 giống như là những cái con máy khác có độ tương phản thấp được, tại vì 1600:1 nó chỉ ngang thấp hơn những cái con máy tàu luôn. Và rõ ràng là với một cái độ tương phản tốt như thế này thì nó phải có lý do gì đấy, hoặc là một cái cách đo nó khác, hoặc là một cái đơn vị khác, hoặc là một cái kiểu gì đấy nó khác thì nó mới có cái thông số này. Nhưng mà thôi thì nhà sản xuất họ công bố rồi thì mình vẫn cứ phải ghi rõ ràng như vậy thôi. Còn lại thì cái này thì mình cũng không không rõ đâu. Mà tóm lại là độ tương phản của con N1 Ultra thì nó rất là tốt. Mình so sánh luôn với con 35.000:1 cho anh em xem, nó rất tốt và rất đẹp anh em nhé, anh em yên tâm.